Dạ, Phùng Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay em có một cái lô cúc thọ hương gốc bứng đã ba mùa cả nhà. Cái cốt cành rồi nó rất là to và cành nhánh thì nó xum xuê, nói chung là hàng đã thành phẩm nha. Thì lâu lâu em mới có một lô, lô này thì hôm nay em giới thiệu với chúng ta là 10 cây ha. Cái tàn thông hết rồi cả nhà. Đó, cả nhà em quay cho cả nhà mình xem cái cốt nha. Đó, đây là cái ghép nè. Đó, chúng ta ghép nó đã liền hết rồi nè cả nhà nữa. Cả nhà nhìn thấy ha, là cái gốc bứng mà ghép được 1, 2, 3, 4 mắt bo, 5 mắt bo nha cả nhà. Cái cốt á, thì em dựng tán thông hết rồi. Hiện tại cây thì nó đang làm nút nụ rất là nhiều ha. Thì tết nay cái cây này mà nó nở một cái là cái rần luôn á cả nhà ơi. Quá trời luôn á. Cái cây này lâu lâu em mới có một cây ha. Về cái bộ đế á cả nhà, thì cái này á, thì rễ bàn ha, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ đọc cái số hoành nha. Cái hoành này là cao 10, hoành là 18, cao là 85 và ngang là 60 cả nhà. Đây là các cái bo ghép nè. Cả nhà nhìn thấy ha, nó mập rồi, 3-4 mùa hết rồi cả nhà. Cái này ghép 3-4 năm rồi, em nuôi trong chậu 3-4 năm. Rồi em sẽ dở cho cả nhà mình lên đây. Đó, khi gửi thì em sẽ gửi luôn, em bỏ cái bầu nghe cả nhà, em bỏ cái chậu nha. Em sẽ quấn gửi ha. Rồi bỏ xuống em quay tổng thể cái cây cho khách coi nha. Rồi cao tới 85 lần cả nhà. Trời ơi, cái tàn toàn do luôn ha. Cái này em bán với giá là 1,6 triệu nha. 1,6 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn. Thì cái loại này khi đến nơi thì chúng ta có thể kiểm tra hàng và thanh toán nhân viên giao hàng giúp em là được nha cả nhà. Đó, cái lô này thì đang tạo nụ nha. Loại này thì về đang tạo mầm hoa rất là nhiều. Rồi, ho luôn rồi. Rồi đó cả nhà, vừa lấy bo và vừa tê tết thì rất ok nha. Cây này giá chỉ 1,6 triệu nha. 1,6 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó là mai cúc thọ hương tán thông cực kỳ đẹp nha cả nhà. Tiếp tục là cây mã số 2. Đó, cây số 2 cũng tàn toàn do luôn cả nhà ơi. Đây, mầm hoa thì đang tạo rất là nhiều ha. Rồi loại này á, cây này thì ghép được 3 mắt bo. Mà cái mắt bo nào, mắt bo nấy nó rất là mập luôn rồi cả nhà nhìn thấy nè. Mập ù luôn cả nhà. Rồi cái thuần chậu nha. Loại này thuần chậu 3 năm rồi. Cái gốc đây nè, gốc hoành này là 17, cao là 75 và ngang cũng là 60 cả nhà. Rồi cây này em bán với giá là 1,550,000 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển đến nơi cho chúng ta luôn. Quá trời đẹp cả nhà. Cái tán thông cực kỳ đẹp luôn và cành nhánh nó tròn do luôn nha. Loại này đã vô dây chỉnh sữa hết rồi cả nhà. Đó, giá 1,550,000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Tiếp tục là cây mã số 3. Ồ, coi nè, cái tàn nó kẹo lắm cả nhà. Nó kẹo nè, đó ha. Nhìn không thấy ở dưới luôn á, cái mắt ghép ở dưới luôn á. Rồi em sẽ không xuống cho cả nhà mình xem nè. Đó, cái chọt ghép của nó nè cả nhà, mập lù luôn ha. Nè cả nhà nhìn thấy nè, cái gốc này nó có hoành là 17 luôn, cao là 70 và ngang là 55. Đó, đây cả nhà nhìn thấy nè, đó, các cái mắt bo ghép nè, cành cốt nè, cành cốt mập lù luôn ha, tán tròn do luôn. Nụ thì đang tạo mầm hoa rất là nhiều nó. Rồi cây này em cũng bán với giá là 1,550,000 nha cả nhà. 1,550,000 bao phí vận chuyển đến nơi cho chúng ta luôn. Đó là cây mã số 3, tán tròn do luôn nha, tán thông nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 4. Trời ơi, một cái cây tròn do và rất là cao nữa. Loại này về lấy bo đã luôn nè cả nhà ơi. Đó, đây, cây này nó có cái bộ đế đẹp nha. Cái hoành nó tới 22 lần cả nhà. Rồi đây, đó, cái bắp ghép nè, cái bo ghép nè. Cả nhà nhìn nó mập nè. Cái này là cái cành mà nó mập như thế này nè cả nhà. Loại này em mua đã được 4 năm trong chậu rồi ha. Cho nên là cả nhà yên tâm, cúc thọ hương này về chúng ta chơi tết ok luôn nha. Cây này hoành hoành ấy nè, cao nè. Chiều cao là 85 luôn cả nhà. Rồi, cây này em bán giá 1,6 triệu luôn nha. Cây này quá trời đẹp luôn cả nhà. 1,6 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi, cây này là cây mã số 4. Giá 1,6 triệu em sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 5. Cây số 5 cũng là một cây tán thông tròn do nữa cả nhà. Rồi, cây này có cái rễ, cái này rễ là rễ nôm ha. Hoành là 13. Cây này cao tới 90 luôn cả nhà, ngang 50. Trời ơi cả nhà nhìn cái chọt ghép của nó nè, bự hơn ngón tay cái em luôn rồi ha, bự hơn ngón tay cái luôn. Rồi cây này ghép một mắt bo, một hông, một cốp đi lên luôn nha cả nhà. Rồi cây này em bán với giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, cây này nó cao đến 90 nha cả nhà, một thông một cốt. Cái này nó liền là mai mốt phải lên y như một cây xin luôn ha. Rồi giá 1,4 triệu bao ship nha. Tiếp tục là cây mã số 6.
Đây, cây số 6 là nó có hoành là 16, cao là 85 luôn cả nhà. Đó, cái rễ này là rễ nôm nha. Đó, rất rễ bàn ha. Cao 56, ủa cao 85, ngang là 56. Cái này cũng ghép được 3 mắt. Rồi, cái này nó cao 85 mà ngang 56, hoành là 16 nha cả nhà. Rồi, cây này là một thân một cốt tán thông, cao tới 85 luôn ha. Giá em bé là 1.450.000 nha. Cây này ghép 3 mắt bò ha, tán thông 1.450.000, em sẽ bao phí vận chuyển đến nơi cho chúng ta luôn nha. Cái cốt nó rất là mập nha cả nhà. Cái cốt ghép của nó là rất là mập. Cây này nó đã 4 mùa hơn rồi ha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 7. À, cây số 7 nó có một củ tuyệt vời luôn cả nhà. Cây số 7, hoành 20, cao 70 và ngang là 70 nha. Cây này cái gốc nhìn rất là xù xì luôn nè. Đó, đó. Đó cả nhà nè, ba mắt bo ghép nha. Rồi rất là mập. Dáng này dáng bay nha cả nhà. Đó mà cái tán kìa nè. Quá trời luôn. Tốt khủng khiếp thì chứ. Cây này em bán giá 1.800.000 nha. 1.800.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Thì cúc thọ hương lâu lâu em mới có lô chơi Tết nha cả nhà. Các cái loại giảo Thủ Đức thì nó rẻ hơn nhiều nha. Tại vì giống cúc mà em nuôi được 4 mùa rồi, nói chung nuôi cũng rất là lâu rồi. Cái cây rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 8. Rồi, một cây quá dữ nữa nè. Đó. Cây này cái tàn là kẹo luôn nè. Rồi, con này cả nhà nhìn nụ nè. Đó. Cúc thọ hương này nó đang tạo mầm hoa rất là nhiều luôn nha. Rồi, đây là cái bộ rễ nôm nha. Hoành là 19, cao là 70, ngang là 60 cả nhà. Đó, đó, cây này em bán giá 1.600.000 nha. 1.600.000 em bao xíu cho chúng ta luôn. Rồi, lâu lâu mới có lô thọ hương quá trời đẹp ha. Ai thích thọ hương chơi Tết thì xin hãy alo em nha. Rồi, cây này giá 1.600.000, em bao ship luôn nha. Tiếp tục là cây số 9. Rồi, cây số 9 là một cây rễ nôm nha. Cây này nó có hoành là 14, cao là 73, ngang là 56 nha cả nhà. Rồi, cây này các cái mắt bo ghép nó cũng rất là mập luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Rồi, tán thông luôn, toàn do luôn, 1.400.000 nha cả nhà. 1.400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, lô cúc thọ hương chơi Tết cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá 1.400.000 cây mã số 9. Tiếp tục là cây mã số 10, cây cuối cùng nha. Rồi, cây số 10 là một cây hình thú nha cả nhà. Hai chân trước luôn kìa. Đó ha, hoành 15, cao 70 và ngang là 50. Nói chung tất cả các cái cây này á, là nó đã thành phẩm uống rắn thông hết rồi cả nhà. Rồi, cây này em bán giá 1.350.000 nha. 1.350.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Vừa lên 10 cây cúc thọ hương chơi Tết ha. Ai thích thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin chào tạm biệt.